Thưa quý vị và các bạn, một vụ tranh chấp quyền sử dụng đất kéo dài hơn 13 năm với sự lấn chiếm và cưỡng đoạt một cách phi pháp quyền sử dụng đất của người khác, nhưng chính quyền địa phương lại rất lúng túng trong cách xử lý. Đó là trường hợp của ông Nguyễn Lân rao chiếm đất của gia đình ông Nguyễn Văn Châu tại thửa đất tọa lạc tại tổ 9, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy từ năm 2007. Nhiều khía cạnh pháp lý và thực tiễn cần được làm rõ nhằm giải quyết vấn đề vụ việc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tránh việc mâu thuẫn kéo dài. Và trong chương trình cùng bàn luận ngày hôm nay, chúng tôi mời đến trường quay luật sư Phan Minh Bình để cùng bàn luận về vụ việc này. Và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi ngày hôm nay thì kính mời luật sư cũng như quý vị khán giả cùng theo dõi một đoạn phóng sự để điểm lại những cái thông tin về vụ việc này. Thửa đất mà gia đình ông Nguyễn Lân đang sử dụng tọa lạc tại tổ 9, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, được đo vẽ trong bản đồ 299 là thửa số 173, tờ số 3, diện tích 880 m², giáp ranh là thửa đất số 174 của ông Nguyễn Văn Châu, có diện tích 750 m². Tại tờ số 12 bản đồ lưới tọa độ năm 2001, ông Lân đăng ký thửa 73, diện tích 915,1 m². Ông Châu đăng ký thửa số 12, diện tích 636,9 m². Bản đồ hiện trạng đo vẽ năm 2016, hai thửa đất của ông Châu và ông Lân có thông tin tương tự như bản đồ năm 2001. Như vậy, hai thửa đất có ranh giới ổn định và được đăng ký quản lý qua các thời kỳ. Ngày 18 tháng 2 năm 2004, Ủy ban Nhân dân huyện, nay là thị xã Hương Thủy, đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vợ chồng ông bà Nguyễn Lân, Hà Thị Xuân với diện tích 915,1 m². Đến ngày 11 tháng 8 năm 2004, vợ chồng ông đã chuyển nhượng 185,6 m² cho ông Tạ Quang Hiếu và đã được đăng ký biến động với phần diện tích sử dụng còn lại 729,5 m². Năm 2011, gia đình ông Lân xây dựng nhà bếp lấn chiếm qua thửa đất lân cận của ông Nguyễn Văn Châu với diện tích chừng 4,08 m². Hai bên xảy ra tranh chấp và đã cùng nhau giải quyết. Tuy nhiên, trước đó vào năm 2007, ông Nguyễn Lân đã tự ý phá dỡ hàng rào ranh giới giữa hai thửa đất, chiếm một phần đất của ông Nguyễn Văn Châu đang quản lý sử dụng. Mặc dù qua xác minh của Ủy ban Nhân dân phường Phú Bài, phần đất này không nằm trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Lân. Điều đáng nói là không những không trả lại đất, mà gia đình ông Lân còn tiếp tục ngang ngược dựng cổng và xây dựng tường rào bê tông kiên cố và đã bị Ủy ban Nhân dân phường Phú Bài lập biên bản vào ngày 30 tháng 9 năm 2019. Ủy ban phường cử cán bộ lên đã lập biên bản và cho tháo dỡ. Gia đình đã chấp hành tháo dỡ. Nhưng hiện nay thì hộ gia đình là bỏ cái cổng vào khu đất đó, cho rằng là khu đất đó là đường đi cũ của hộ gia đình. Thì ban phường tiếp tục là xác minh và tháo dỡ cái phần ông đã xây dựng. Bắt đầu cuộc trao đổi ngày hôm nay, thưa luật sư Phan Minh Bình, xem xét qua quá trình đăng ký quản lý đất đai đối với hai thửa đất của gia đình ông Nguyễn Lân và Nguyễn Văn Châu, thì luật sư có nhận định như thế nào về tính ổn định giữa ranh giới của hai thửa đất này ạ? Qua xem xét cái tính ổn định của hai thửa đất thì chúng tôi có các ý kiến sau. Như cái nội dung đề cập trong cái phóng sự, thì tại bản đồ 299, ông Nguyễn Lân đăng ký tại thửa đất số 173 tờ bản đồ số 3 với diện tích là 880 m², và ông Nguyễn Văn Châu đã đăng ký tại thửa đất 174 tờ bản đồ số 3 với diện tích là 750 m². Theo bản đồ đo đạc vào năm 2001 thì ông Nguyễn Lân đăng ký tại thửa số 73 với diện tích là 915,1 m² và ông Nguyễn Văn Châu đăng ký tại thửa số 12 với diện tích là 636,6 m². Theo bản đồ đo đạc hiện trạng thửa đất vào năm 2016 thì cái nội dung thì cũng tương tự như bản đồ đo đạc của năm 2001, nhưng mà chỉ có là biến động về một cái diện tích nhỏ, và bên cạnh đó thì các ranh giới mốc giới giữa các bên thì vẫn ổn định từ đó cho đến nay. Thậm chí khi vợ chồng ông Lân đã được các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2004, đó là căn cứ để khẳng định rằng ranh giới mốc giới giữa các bên đã được ổn định. Mặc dù là phía bên chỗ gia đình của ông Châu vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thực tế này để nói lên một điều là cái phần đất mà ông Lân đang rào là nằm ngoài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mình, và cái phần đất này lại nằm trong cái phần diện tích đất mà ông Nguyễn Văn Châu đang đăng ký quản lý. Dạ vâng. Vậy thì việc ông Nguyễn Lân cho rằng phần đất mình đang rào chắn của ông Nguyễn Văn Châu có nguồn gốc là do chính gia đình mình sử dụng trước đây, thì luật sư có ý kiến như thế nào về hành vi này và liệu pháp luật có xử lý nếu như gia đình ông Lân vẫn cố tình lấn chiếm hay không ạ? Về cái việc này thì rõ ràng cái phần đất mà ông Lân là đang lấn chiếm là thể hiện là đất của ông Nguyễn Văn Châu đang đăng ký quản lý.
Nếu mà ông Lân cho rằng cái phần đất này là cái phần đất của mình đã sử dụng trước đây, thì ông phải đưa ra các cái chứng cứ để chứng minh cho mình. Tuy nhiên, qua quá trình tìm hiểu của chúng tôi tại địa phương, cũng giống như là coi như qua chúng tôi xem xét tại các cái hồ sơ có trong vụ này, thì chúng tôi không thấy là ông Lân là ông đưa ra được cái các chứng cứ gì để mà chứng minh cho ý kiến của mình. Về vấn đề này, để chứng minh là cái phần đất đó là của ai thì phải được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Tuy nhiên, theo tôi, thì khi mà không có căn cứ mà ông Lân vẫn cố tình lấn chiếm, thì đương nhiên là ông lại bị vi phạm vào Điều 12 của Luật Đất đai 2013. Và ông Lân có thể bị xử lý hành chính theo cái Điều 10 của Nghị định 104 năm 2014 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực về đất đai. Và trong vụ việc này thì thấy cái phần xử lý của chính quyền địa phương có phần lúng túng và rất chậm. Luật sư có cho rằng liệu Ủy ban Nhân dân phường Phú Bài chưa làm hết trách nhiệm của mình hay không ạ? Tôi cho rằng là cái như Ủy ban Nhân dân phường Phú Bài chưa làm hết trách nhiệm là cũng chưa hẳn là đúng. Bởi vì cái việc tranh chấp giữa ông Lân và ông Châu đã xảy ra từ lâu. Và coi như là coi như Ủy ban Nhân dân phường Phú Bài đã nhiều lần mời các bên lên để tiến hành hòa giải. Đa số là những cái buổi hòa giải đó không thành. Tuy nhiên có một lần hòa giải thành, khi ông Nguyễn Văn Châu từ nguyện là nhường lại một phần khoảng 4 m² cái phần đất cái phía mà ông Nguyễn Lân đã xây nhà bếp, và cái phần xây dựng này là nằm trên phần diện tích đất của ông Châu. Vấn đề này tranh chấp giữa hai bên đã diễn ra khá lâu, là khi thì một bên là coi như ông Châu là gửi đơn, một bên thì khi ông Lân gửi đơn. Nhưng mà đỉnh điểm của vụ việc này là vào cái thời gian khi ông Nguyễn Lân là xây dựng cái tường rào kiên cố và coi như làm cái hàng rào bằng sắt thép để khoanh lại cái vùng đất đang lấn chiếm đó. Khi mà vụ việc được phát hiện thì chính quyền địa phương là Ủy ban Nhân dân phường Phú Bài đã tiến hành lập biên bản là vào ngày 30 tháng 9 năm 2019. Xong điều đáng nói thay là vì khi mà lập biên bản thì bên chỗ Ủy ban Nhân dân phường Phú Bài phải tiến hành là buộc ông Lân phải tháo dỡ cái phần xây dựng đó, hoặc là coi như phải có cái biện pháp để cưỡng chế buộc ông là phải tháo dỡ. Tuy nhiên cái việc này cũng chưa làm được. Đây là cũng vấn đề trách nhiệm của các cái cơ quan quản lý trên địa bàn địa phương và cái việc xử lý về cái hành vi xây dựng trái phép đó. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù là vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm thì vào năm 2007, nhưng gia đình ông Nguyễn Lân khi xây dựng nhà bếp vào năm 2011 tiếp tục lấn qua đất của ông Nguyễn Văn Châu. Để giữ hòa khí thì ông Châu đã đồng ý nhường hơn 4 m². Tuy nhiên, được nước làm tới, phía ông Lân lại tiếp tục cản trở một cách vô lý việc gia đình ông Châu làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Từ năm 2009, gia đình ông Nguyễn Văn Châu đã tiến hành lập thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 12, tờ bản đồ số 12, diện tích 636,9 m² do mình đang quản lý sử dụng. Nhưng trong quá trình lập thủ tục, ông Nguyễn Lân không xác nhận ranh giới, đồng thời cản trở việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông Châu một cách vô căn cứ. Minh chứng là việc ông Lân liên tục gửi đơn khiếu nại đòi quyền sử dụng đất với phần đất không nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mình. Trong hơn 10 năm qua, giữa hai gia đình thường xuyên xảy ra tranh chấp và gửi đơn đến nhiều cấp ngành, có cả khởi kiện ra tòa án. Chính quyền địa phương nhiều lần hòa giải không thành, thậm chí đã có hành vi đe dọa từ phía gia đình ông Nguyễn Lân đối với người nhà ông Nguyễn Văn Châu. Vì tình làng nghĩa xóm, tôi đã nhường cho ông một phần, nhưng đến nay ông Nguyễn Lân đã trực tiếp lấn chiếm trên phần đất và xây dựng tường rào trên đất ở của gia đình chúng tôi. Đây là hành động coi thường pháp luật, cưỡng đoạt quyền sử dụng đất hợp pháp của gia đình tôi. Kính đề nghị Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy ban Nhân dân phường Phú Bài giải quyết vi phạm khai trại pháp luật của gia đình ông Nguyễn Lân để trả lại phần đất và làm quyền sử dụng đất cho gia đình tôi. Vâng, quay trở lại với cuộc trao đổi ngày hôm nay. Thưa luật sư Phan Minh Bình, với quá trình quản lý sử dụng đất như chúng ta đề cập trong đoàn phỏng sự vừa rồi, thì ông Nguyễn Văn Châu có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không ạ? Trong cái trường hợp này thì gia đình ông Nguyễn Văn Châu đã khi sử dụng cái thửa đất số 12 với diện tích là 636,9 m², đất sử dụng ổn định từ trước những năm 1993 và có đăng ký kê khai
trên bản đồ qua các thời kỳ và không vi phạm pháp luật về quản lý về sử dụng đất đai. Thì theo quy định tại điều 101 của Luật Đất đai 2013 và phải tuân thủ theo cái khoản 2 của điều này, cũng như tuân thủ theo cái nghị định 43 năm 2014, nghị định 01 của năm 2017, thì đương nhiên là coi như ông Nguyễn Văn Châu đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mình. Tuy nhiên, để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mình thì trước hết là coi như phía gia đình của ông Nguyễn Văn Châu đã phải giải quyết xong cái trường hợp tranh chấp này. Khi mà giải quyết xong cái tranh chấp này thì các cơ quan có thẩm quyền là mới xem xét để giải quyết và sẽ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông. Vâng, và câu hỏi cuối cùng xin được hỏi luật sư, quan điểm cá nhân của luật sư để gửi đến những cơ quan chức năng về cái việc giải quyết vụ việc này như thế nào và lời khuyên dành cho gia đình ông Nguyễn Văn Châu để có thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình mình ạ. Đối với quan điểm của tôi thì sự tranh chấp giữa ông Lân và ông Châu đã xảy ra từ lâu và hiện tại là ông Châu đã có đơn gửi đến Ủy ban nhân dân phường Phú Bài đề nghị giải quyết và tổ chức hòa giải vào những thời gian vào khoảng cuối năm 2019. Tuy nhiên, đến nay là coi như Ủy ban nhân dân phường Phú Bài vẫn chưa tiến hành tổ chức hòa giải cho hai bên được. Vì vậy, tôi mong muốn là Ủy ban nhân dân phường Phú Bài tiến hành tổ chức hòa giải cho hai bên. Nếu mà tại cái buổi hòa giải không thành thì bên chỗ ông Nguyễn Văn Châu có quyền lập thủ tục hồ sơ để khởi kiện ông Lân ra tòa là cấp có thẩm quyền để xem xét giải quyết nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Nguyễn Văn Châu. Cảm ơn luật sư Phan Minh Bình. Vâng, thưa quý vị và các bạn, dù đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng mà vẫn cố tình mở rộng thêm diện tích bằng cách lấn đất của người khác, đồng thời dựng cổng và xây tường rào bảo vệ phần đất lấn chiếm. Rõ ràng hành vi của gia đình ông Nguyễn Lân đang cố tình thách thức pháp luật, gây bức xúc trong dư luận. Do đó, qua chương trình này thì chúng tôi cũng đề nghị chính quyền các cấp ở thị xã Hương Thủy có biện pháp xử lý dứt điểm nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, ổn định trật tự quản lý đất đai tại địa phương. Một lần nữa rất là cảm ơn những cái thông tin mà luật sư Phan Minh Bình đã gửi đến trong chương trình cùng bàn luận ngày hôm nay. Quý vị muốn liên hệ đến chương trình xin gửi đơn thư trực tiếp về hộp thư truyền hình Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế, địa chỉ 58 Hùng Vương, thành phố Huế, hoặc gửi email qua địa chỉ hộp thư truyền hình trt@gmail.com hoặc truy cập vào fanpage của chương trình tại địa chỉ hộp thư truyền hình trt. Một lần nữa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.